lãnh đạo vẫn hưởng lợi và khổ sở vẫn thuộc về người dân. Tin cho hay vào hôm 11 tháng 5, ông Vương Đình Huệ là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá tác động của việc tăng giá điện đang gây tức giận tột độ cho người dân. Việc tăng giá điện từ hôm ngày 20 tháng 3 đã được loan báo ban đầu chỉ là 8.3%, nhưng sau đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã thừa nhận hóa đơn tiền điện vào tháng 3 năm 2019 của mỗi gia đình trên thực tế sẽ tăng ít nhất là 35%. Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn là giảng viên của Đại học Fulbright cho hay, theo biểu giá điện mới, tỷ lệ tăng giá điện dao động từ ít nhất là 8.3% đến 8.4% tùy theo lượng điện năng tiêu thụ thuộc bậc nào. Do đó, nếu giả sử một gia đình có số tiền điện tăng 50%, thì lượng điện tiêu thụ phải tăng xấp xỉ là 40%. Một Facebooker có tên là Hoàng Nguyên Vũ đã viết trên trang cá nhân rằng có những người như ông Đỗ Thắng Hải làm lãnh đạo thì chắc chắn không chống thì chạy, dân cũng quay về với các nghèo mạt rệp chứ không chỉ là nghèo bình thường. Bởi việc của các ông là phải sinh ra lỗ như EVN từng làm bao nhiêu năm qua và việc tiếp theo là người dân phải bù lỗ. Bởi không lỗ thì sẽ không phải là doanh nghiệp của nhà nước.